Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 28 tháng 2, Tổng thống Donald Trump giới thiệu một cơ quan hoàn toàn mới phụ trách những nạn nhân của tội ác gây ra bởi người nhập cư trái phép. Tổng thống Trump cũng đề cập đến kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng, vô hiệu hóa và thay thế chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare và cải cách hệ thống thuế. Ứng viên do Tổng thống Trump chỉ định cho vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats liệt Nga vào danh sách những mối đe dọa hàng đầu và cam kết sẽ hỗ trợ một cuộc điều tra toàn diện về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua. Tổng thống Donald Trump sơ khởi phủ nhận các báo cáo của cộng đồng tình báo về sự can dự của Nga. Điều này có thể khiến ông đối nghịch quan điểm với ông Coates. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã có cuộc gặp gỡ với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì thảo luận về mối quan hệ kinh tế có lợi cho cả đôi bên và mối quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Tillerson và ông Dương khẳng định cần thúc đẩy mối quan hệ mang tính xây dựng giữa hai nước. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.